Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh thông tin bất động sản của em Hùng. Em Hùng đang có mặt tại thôn Mạnh Tân, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để gửi thông tin 4 lô đất mới được bên em phân lô tách thửa với diện tích từ 48,9 cho tới 54,7 mét vuông với tầm tài chính lô nhỏ nhất là 799 triệu và lô góc hai mặt thoáng đẹp nhất là 899 triệu. Em đang đứng tại vị trí số nhà 111 và bên cạnh đây là số nhà 113. Phía đằng trước đây là nghĩa trang liệt sĩ của thôn Mạnh Tân. Cách đây khoảng 500m phía trước là Ủy ban Nhân dân cấp xã và cây xăng thôn Mạnh Tân. Các anh chị chạy thẳng lên là đường Kính Lỗ, ngã ba Kim thuộc Lương Quy. Từ ngã ba Kim thôn Lương Quy các anh chị chạy xuống dưới này là khoảng 3,3 km. Hướng này là hướng đi Thụy Lôi Đèn Sái, cách khoảng 2 km, và cách đây 500m chính là khu đất đấu giá. Khu đất đấu giá trong thời gian vừa qua thì đã rất là nóng cho các nhà đầu tư, và bên cạnh đó thì cũng đầy đủ các trường học và chợ, các tiện ích thì rất là gần. Tới vị trí ngõ 111 thì các anh chị rẽ vào bên trong ngõ này. Ngõ 111 cạnh nhà, cạnh số nhà 111, nhà 3 tầng rất là to. Bên cạnh đây là số nhà 113. Đường này là đường bê tông, ô tô tránh xe máy. Tới vị trí ngã rẽ đầu tiên thì các anh chị rẽ vào bên tay trái đây. Tới vị trí nhà 3 tầng màu xanh, các anh chị rẽ trái vào đây. Ngõ này thì ngõ khoảng 1m6, 1m7. Các anh chị rẽ tiếp bên tay trái, khá là nhiều ngoặt. Rẽ tiếp bên tay phải rồi rẽ tiếp bên tay trái. Đường này là đường thông xe máy. Đây là 4 lô đất mới được làm mặt bằng, xây tường bao. Đường ở đây thì vẫn là đường thông xe máy. Lô góc là lô thứ nhất đây. Diện tích là 50,6 mét vuông, mặt tiền là 4,83, mặt hậu là 4,12 và chiều sâu là 11,68. Đây là vị trí lô thứ nhất. Tính từ đường hất vào tường bên này. Còn lô vị trí lô thứ hai là lô đất này, diện tích là 48,9, mặt tiền là 4,13. Tuy nhiên thì trong ngày hôm qua đã có khách cọc lô này. Hiện tại thì còn lô 1, lô thứ 3 và lô thứ 4. Đây là vị trí lô thứ 4. Đây là vị trí lô thứ 3, diện tích là 51,7, mặt tiền là 4,06 và mặt hậu là 4,09, chiều sâu là 13,19. Lô này là lô thứ 4, diện tích là 54,7, mặt tiền là 4,06, tiền hậu bằng nhau, chiều sâu là 13,94. 4 lô đất này thì đều có hướng nam. Hướng nam thì khá là mát mẻ, mùa đông thì ấm cúng, mùa hạ thì mát mẻ. Mới được phân lô và làm mặt bằng, vì vậy giá rất là ưu đãi cho các nhà đầu tư. Vị trí ở đây thì cũng gần với mặt đường Thư Lâm, gần với trường, chợ, Ủy ban Nhân dân cấp xã, đầy đủ các tiện ích.
với tầm tài chính thì nhất phù hợp để các anh chị công nhân sở hữu được bất động sản này, để các nhà đầu tư sinh lời. Đường này là đường thông ra trục chính các anh chị. Các anh chị đi theo đường này thì sẽ đường sẽ dễ đi hơn. Ô tô vào tới vị trí trước ngõ. Đường này là đường chạy ra Ủy ban Nhân dân. Đường này thì chạy ra chỗ đoạn đường đầu ngõ mà vừa em Hùng rẽ vào. Đường này đường ra đường mặt đường Thụy Lâm, mặt đường Thư Lâm. Ngõ rất là thông. Đường đây thì ngõ thông. Các anh chị quan tâm tới bất động sản này cần hỗ trợ pháp lý cũng như cần thương lượng. Đây chính là đường ngõ vào này. Ban đầu cách mặt đường Thư Lâm và tới đây khoảng 50 m. Các anh chị quan tâm tới bất động sản này và cần thương lượng giá thì liên hệ cho em Hùng theo số điện thoại 0978 444 393. Ngoài ra các anh chị có nhu cầu để bán bất động sản, đo đạc đất đai, chia tách sổ đỏ, làm sổ đỏ lần đầu và hỗ trợ tài chính thì liên hệ trực tiếp hoặc bình luận ở bên dưới phần mô tả của video này. Video ngày hôm nay của em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị ở những video lần sau.